Tôi muốn làm bạn với anh. Tôi muốn là I want. I want. Từ này có hai cách đọc. Một là chúng ta đọc là want, là giống kiểu như là âm A, want. Want. Kiểu như âm A như đó, want. Hai là âm A, want. I want. I want. Want hay là want gì cũng được cả. Thì nó sẽ luôn luôn đi với to. Thì chúng ta sẽ có công thức là I want to. Nó sẽ một là sẽ cộng với một động từ, hai là nó sẽ cộng với be, và đằng sau be này sẽ là tính từ hoặc là danh từ. Đó, làm bạn với bạn thì chúng ta bạn là friends. Đó, thì chúng ta sẽ nói là I want to be friends. Với anh là with you. Vậy cả câu là I want to be friends with you. Want to này người ta đọc là wanna. Kiểu như wanna. I wanna be friends with you. I wanna be friends with you. Friends này là số nhiều. Friends. I wanna be friends with you. Tôi muốn thử nó. Tôi muốn vẫn là I want to. Thử là try. Nó là it. I wanna try it. I wanna try it. Tôi muốn hạnh phúc. Hạnh phúc này là tính từ, là happy. À, bây giờ chúng ta sẽ tính từ đây, chúng ta sẽ có be trước đó. I want to be. I wanna be. I wanna be happy. I wanna be happy. Rồi, ở đây tôi có một bài tập dành cho các bạn. Hãy thử viết dựa theo công thức trên, hãy viết tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà.